À, cái này đấy, chúng ta tiếp tục học một số câu chuyện lịch sử và muốn các số nguyên tố cùng nhau à, đi đến sau các số a bằng hai và trở lên n lớn bằng không n lớn bằng hai được gọi là nguyên tố cùng nhau nếu những ứng dụng lớn nhất của a bằng trở lên a n bằng không nguyên tố cùng nhau còn nguyên tố sinh đôi a bằng hai và trở lên hai nếu những chủ nhớ nhất của cặp C được gọi là y khác C và y gì chạy thế thì từ cái nhận xét này à, nếu như mà nó nguyên tố nếu là nguyên tố sẽ thôi thì nguyên tố nhưng mà nguyên tố cũng nhau chưa chắc sẽ đủ tức là cái sự kiện đó đặc biệt cái chuyện chắc với soi này sẽ được ví dụ nguyên tố sẽ tôi thì mấy đủ của nhau mà mấy đủ của nhau chưa chắc sẽ là từ đó mà chắc là cái gì mà nó sẽ nó mấy đủ của nó chưa chắc sẽ được. Nếu là hai chín hai nguyên tố sẽ sai không biết trả lời thế nào chứ rồi như vậy là có được nếu mà sẽ thì nguyên tố của nhau nguyên tố của nhau chưa chắc sẽ được thế nào nguyên tố sẽ thế nào nguyên tố của nhau để lấy ví dụ mình sẽ bằng bốn hai mươi bốn nhập vào tư hai mươi bốn nhập tư nối cùng nhau của những số lớn của 20, 45, 54 là bằng 1. Nhưng ba số này không nguyên tố. Sánh đôi tức là ghép từ đôi luôn ấy. Chúng ta ghép 20 và làm sao tổng chất. Rồi. Ở đây, đây là một phản ví dụ. Nó là nguyên tố của nhau nhưng nó cũng sánh đôi. Tức là như vậy sau này nó sẽ sánh đôi khi nguyên tố của nhau nó chưa chắc là sánh đôi ví dụ một cái bình mà chúng ta thấy thì đề rồi thì nếu như mà tồn tại các y chỉ số khác mà ứng dụng nhất của a y và a c là một thì a một cho đến hai cho đến sẽ nó rất dễ chúng ta sử dụng phương pháp định nghĩa này truy hồi chúng ta lại đi a đi a cộng cấp thì cứ có một cặp nguyên tố cùng nhau một cặp trong nguyên tố cùng nhau thì chúng ta sẽ có tất cả các nguyên tố cùng nhau chúng ta sẽ cái này phù hợp cụ thể như sau này 35, 40, 5 và 90 và 16 nguyên tố cùng nhau thì 35 và 16 là nguyên tố cùng nhau tức là trong các số nguyên có một cặp nguyên tố nhớ chương trình trong trường hợp đặc biệt nếu mà trong này đặc biệt tức là cho này cũng còn một rồi thì còn lại cái chạy mạng BCD chắc là một không phải gì hơi thực sự đây là trường hợp đặc biệt vì sao cái A với một người đồng nhau có một hoặc
trì một, nói chung là bậc trì một trong này xuất hiện một bậc trì một lập tức cái ông chủ lớn nhất là đồng bằng không cập kỵ đấy, để sau này là sẽ nhanh hơn. Rồi tiếp, nếu ông chủ lớn nhất của A là C một và A B chia hết cho C thì B chia cho C. Cái này là nhiệm vụ của em để chứng minh nhé, nhiệm vụ để chứng minh sau khi để kiểm tra chứng minh là nếu A ước chung lớn nhất, nếu A chia cho B là A nhân B chia cho C và ước chung lớn nhất của A và C là bằng 1 thì B chia cho C. Mình không biết được chứng là rất nguy hiểm. Mình phải chứng minh cả ba chất em có thể tìm ở trên mạng chứng minh một lần để có thể lấy ví dụ bằng minh họa để chứng minh thứ nhất này. Sau đấy là phải chứng minh tiếp chứng minh bằng số một để trên phòng cho mình thấy ước chung lớn của C bằng một và B chia cho C thì B chia cho C chẳng sao chúng ta lấy cái gì mà chúng ta làm như thế để khi đi chứng minh này chúng ta sẽ chứng minh nhé là vì ước chung lớn nhất của A, C và bằng cho nên sẽ tồn tại các số nguyên thực ra là hai số nguyên x y cho mà A nhân x cộng C nhân y bằng một. Được chưa? Cái này chúng ta dùng hơi bị nhiều. Tiếp tục. Vì A, B chia cho C nên tồn tại hoặc là sai từ tồn tại có số đặc số nguyên D sao cho tồn tại số nguyên D sao cho và A nhân với B bằng C. Bây giờ em nhìn có một nhìn có hai dụng cụ bằng khô khăn học không gian vật lý cái một số chữ không gian khôn khôn ý tên để chúng ta xem hơi khó nhìn đúng không hết sức khỏe và điều kiện này cũng thể sáng động họ chắc không dạy được cái buổi sáng chiều hoặc là trường để xem cái ưu tiên và chế ưu tiên bây giờ ta nhìn con bò con hai ta nhìn đây thế thì chúng ta dùng cái thủ thuật chúng ta thấy đây nhận thêm một gì nhận thêm một nhận thế nào chúng ta để ý chỗ này AB CD đây như vậy con bò từ một ta nhân hai vế ta nhân hai vế b hoặc nhân cái b hoặc nhân cái d mà sao nhân cái b để làm gì a b c d bằng vậy sao sao này tí là sao thì a b thì bằng c từ đây chúng ta sinh ra là b AB là C CDX cộng BCD bây giờ đó rồi chế cho C chứ thì bảo
đi thu nhau qua xe, đặt xe là mình chọn toàn để ở với BDI. Nó là tích của con này là một số nguyên nhân với đặt xe thì nhất là chiếc xe chứng minh là sự bất kỳ à nhà à cũng có về thì bằng họ nhân cả hai cái nhận biết cho biết là B bằng sự à ít có với cả A B cộng với BC nhưng mà A B thì lại bằng C cho nên ta biết là C cộng với BC cũng dùng mà C đặt ra ngoài D cộng với BI là như vậy D cộng với BI là số nhân với C chắc chắn chia cho C như vậy thì kết quả chỉ là chính xác ví dụ như là một cái chứng minh thì cái nào chứng minh bằng cái khoản này có ba rồi bây giờ bắt chước là chỗ nào làm thế đó mà tổ nhân phải nước thì sau này em mới sống tập chuẩn bị là bây giờ bạn dùng nhé một bài nó mấy rất đơn giản ví dụ như là chúng ta có cho bài như thế chia cho bài chứng minh rằng khi chia cho bài với bài này cũng trước rồi như hôm nay bạn làm cho tốt đẹp làm cho tốt đẹp như thế ba bài cũng tốt nhau đấy ước chung lớn nhất của ba và ba ít chỉ cho bạn cho nên ít chỉ cho bạn chỉ là cái đó mọi người này thấy chưa ngỡ là nó quá dễ ba ít chỉ cho bạn vứt có bạn như vậy chúng ta sẽ ít chỉ cho bạn bạn có thể mình là ít nhất mình học hoặc xóa mình ăn nó vẫn giúp ở đâu đi học à thấy chưa hay là trong này có bài đây hôm trước tôi sẽ bài hai trường lực tập trung hôm nay thêm một cái bài nhìn lại cái bài hôm trước chờ thì giờ là đây là cái bài đã làm trong buổi đầu tiên tận dụng đó chưa thấy mà không phải mình có hai
không gì để nó sửa bài từ có gì đây thì nó cũng tương tự như trên ở đây trên này giả sử cho rằng là người đã bị chia rồi thì sẽ chia rồi lý do gốc chung lớn nhất của người đang bị cho nên nó vẫn người đang bị sẽ bị chia đúng chưa? Đấy, cái câu thứ hai ở đây là nếu y chế cho vậy thì ít phải chế cho vậy hoặc y chế à, ví dụ như này vật là nếu chia cho bạn nếu y chia cho bạn y chia cho bạn thì x chia cho bạn và y chia cho bạn chia phương dạng đến cái còn là chứ không phải y chia nếu y chia cho bạn tích chia cho bạn và y chia cho bạn nhưng mà ta sẽ chứng nhận với cái câu nó sẽ thế này nếu có y chia cho bạn thì bạn là chứng thì bây giờ chúng ta chỉ cần chứng minh là giả sử x không chia cho bạn chúng ta phải đi chứng minh y phải chia cho bạn là sao phải không nếu y mà chia cho bạn và làm sao chẳng biết thì bây giờ chúng ta chứng minh chỉ trong cái chỉ là chứng minh nếu y không chia thì y phải chia cho bạn bây giờ giả sử x không chia cho bạn à chứng minh y chia cho bạn à vì sao nếu y chia cho bạn thì có như sao vấn đề đúng nếu x không chia cho bạn thì ta phải chứng minh y chia cho bạn đúng chưa và chứng minh dễ cực à vì x không chế cho bạn và bài là số nguyên tố cho nên tự chủ lớn nhất của x và bài bảy là số nguyên tố cho nên ước chủ lớn nhất của x và phải là có đã kết quả chứ tiếp nhận ý chí rồi mà cũng chưa có ý phẩm nó từ cái ý chí nó phải suy ra bắt buộc ý về chí mà nó chúng ta bệnh biến là gì ở đây chúng ta dùng các bạn xuống đồ các bạn hai ba mười một mười ba mười bảy mười chín hai ba vân đó anh em tiếp nhận ý chí cho bạn và ước chung lớn nhất của x và cho nên nó cũng được chia chia có y chia cho bạn đúng chưa từ x nhân y chia cho bạn nên là kết quả chia thì chúng ta sẽ suy ra là bằng y và chia cho bạn x nếu chúng ta người ta nghĩ là và dùng nếu y chia cho bạn nếu y không chia cho bạn thì chính y chia cho bạn là chính y và chắc rõ là như vậy thì thứ hai chúng ta vẫn giữ điều kiện ví dụ thứ hai là vẫn thuộc về chế độ và ví dụ thứ hai là bạn người ta tên nghiên cứu
ý là riêng cái bài này chúng mình ngày này thì chúng ta phải học cái thủ thuật tạo cho mình cái thứ nhất là ước mục, thứ nhất tương tự như trong sách bất kỳ cái việc bảo bạn chung là thì là Amazon. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời cái cuối cùng tiếp nhận ý chí đến trong ngày hai có thể suy ra được cái hoặc ý chí đến trong ngày hai không. Thế thì con ở trên con phải ấy là sự tối nó không là nhưng mà ở đây là mình sự tối cho khả năng tự động mà không thì chúng ta sẽ đưa ra một vài ví dụ chính là cái quan hệ bằng cách lấy bằng ba đi bằng bốn lấy bằng ba đi bằng bốn x nhân y là bằng 12 đương nhiên là chia cho bạn à, chia cho 12 nhưng mà x và y đều chia cho 12. Chúng ta phải thế x chia cho x bằng y chia cho 12 như vậy là tồn tại x bằng 3 bằng y bằng 4 thì rõ ràng x nhân với y bằng 12 chia cho 12 nhưng mà x không chia cho 12 y cũng không chia cho 12 nên phủ định của bạn chỉ là phủ định của chị thì là không chia phủ định của cái này nó như một bạn x không chia được số 12 và y không chia cho như vậy là cái sẽ ý nhé một định chia cho số không chia ai được tên số số thứ nhất chia cho số hoặc số thứ hai chia số quá nó phải số nguyên nguyên tố ra rồi à, cái ý a b b quy là số nguyên quả b nhân a cộng quy nhân b bằng thì tổng hợp các nghĩa nguyên của cái thì đó chính là cái đưa về đối xử tham số chín câu hỏi của chúng ta đây là về nguyên lý của chi đấy của chi bảo là bởi vì của chi tất nhiên đây có thể giải cách là cái nhận biết mà thì bởi vì của chi lấy chín chia cho
chưa còn cơ là xưa là đó lấy dòng thiên chỉ quy luật lấy dòng thiên chỉ quy luật chỉ đi một hay không cái họ không nên cho một cái xong một bài tiếp tục cái tình trạng có chỉ vị trí số hai đầu tư là ba dừng một cho những tàu nhà chính quyền các bạn ít nhiều là biên tập nhiều thì cái này là chưa được số rồi em thì bạn chúng ta sẽ lấy trên chỉ đi quyền không chỉ đi ba hay một ba cộng một chỉ đi ba quy lấy dòng chia chia dừng ở đây chỉ tiêu các thầy nói chuyện thì như vậy nó sẽ được là nhớ hạt chín như vậy chín nhân ba chín nhân ba đúng không nhưng mà nhớ như con này nó cái con lớn hơn là cái hàng nó ít là cái hàng ít là cũng còn lớn hơn là bài là chín chín nhân chín ba còn cái bốn nhân bảy và một trăm chị em nghĩ nghĩ nguyên của cái quy trình trên là một cái quy trình là x thì bằng bốn và y thì bằng đúng chưa đó em nhớ được cái dạng có thể lý điều suy ra tất sẽ là d y bằng y vào cho d cái này sẽ bằng cái vùng biết em xin em xin vector chỉ phương gọn à, cái này có biến động bậc chín phương gọn chín chỉ bậc hay không chín chỉ bậc chín đấy có những cái đây là chọn x đúng y không họ bốn chín d chỉ là t t của z t là bài t là sao nếu chúng ta nghi ngờ thì chúng ta có thể thử thay đổi t bảy nhân t bốn cộng chín t cộng với chín nhân y chín nhân bảy trừ y bảy t bốn ôi sao có được tin bằng ba chín ba cũng tin bằng bốn đúng không y bằng chín ba chín ba chín chín không tin hay là về ngoài nhân bốn chín d có là xí là những thành lớn thế sẽ có những nhân mốt những rất quan trọng tại vì không được không thể quan ít là đáng không a là có lớn hơn y là đáng không b không nghĩ được thì như vậy ta đây là cái bài thứ hai cộng với sáu ba d trừ đi hai cộng trừ đi sáu ba d sẽ là sự kiện này sẽ là đúng mỗi tất cả những cái mình nghĩ hết đây là không kiểm tra lại bài bài kia được chưa rồi thì em như vậy cái này được cái sao em tin là một người mà nó biết mà sao biết mà nhớ rằng là cái quan kích là cái sớm hơn là nhớ rằng là cái quan ta
ít là cảm nhận của bạn hơn bạn chín chỉ ba là chín còn bố thì là cái số b hơn bảy vì phải cũng nghĩ là được quyền sĩ ít nhưng mà bạn thực ra biết là bình thường vậy ít sẽ muốn đi chỉ ba tôi lúc bảy tháng chỉ có sáu sáu tất cả các công ty số còn lại cái gì oh yes có một cách nào có một cách nào là quan sát cách nào nhưng mà nó là cái này là có hiệu tiền nó xuống dưới bay vẫn đi sao cho về nó của cái vì xin mời có lẽ là khi biết về chuyện đó cũng không sinh ra về cái sự nghĩ chỗ có biết
你们这个有没有？不过我在那边说那个房子，房子还是到现在他把那个盖上去的话，都是这个。还有一个呢，半空 F